Do hoàn cảnh khó khăn, Loan không có điều kiện đến trường. Năm nay đã 10 tuổi, trong khi các bạn cùng tuổi đã học lớp 4, thì đối với Loan, được đi học ở lớp học tình thương này đã là một niềm vui lớn. Ban ngày, Loan cùng mẹ đi bán vé số để mưu sinh, ban đêm đi học chữ. Sau 4 tháng, đến nay em đã nhớ được gần hết mặt chữ, đang học ráp vần và làm được vài phép tính đơn giản. Hàng ngày con bán vé số giùm mẹ con. Con học ở đây được 4-5 tháng gì đó. Con đến đây học con thấy là rất là vui. Không cùng độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đa phần là con em của những lao động nghèo ở trọ, thiếu giấy tờ tùy thân. Vào 6 giờ chiều các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, sau những chiều cuối sinh, các em nhỏ tập trung đến trụ sở khối để được dạy học. Con 9 tuổi, con học ở đâu chơi con học ở đây. Thầy cô dạy con biết chữ, con biết viết toán, con nghe lời ông bà. Tôi thấy học ở đây đăng ký cho bé đi học, cho bé biết chữ. Tại bé cũng chưa biết chữ như mấy. Rồi mấy em dạy đi kèm cho bé, bây giờ bé biết cầm viết, biết chữ được. Còn ở đây mấy bé này đâu ở chợ không? Nguyên dãy nhà chợ là mấy bé này ở chợ không? Cha mẹ thì cũng đi làm công không? Có nhiều cái làm khi cha mẹ không có kinh tế rồi đó. Vì bé đi tới trường cũng không được, giờ có ở đây học cũng đỡ nhiều. Hơn 10 năm qua, lớp học tình thương này không chỉ là nơi để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 7 và các phường lân cận theo đuổi giấc mơ về hành trình tìm con chữ, mà còn là nơi để gắn kết yêu thương, để các em nhỏ cảm nhận, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khi em tiếp cận với các bạn nhỏ ở đây thì em cảm thấy các bạn nhỏ có hoàn cảnh rất là khó khăn ấy, không đủ điều kiện để đi đến trường học như bao các bạn khác, thì em cảm thấy rất là thương các bạn. Nên là em đã tìm hiểu cũng như là đăng ký vào dạy các bạn biết chữ và biết tính nữa. Yeah. Kiểu như để cho các bạn nên người hơn. Em nghĩ là em sẽ dạy các bạn ở đây lâu dài, tại vì em rất là thương các bạn ạ. Đa số các em là khó khăn. Có một số em thì cũng biết chữ rồi, có thể đến trường học được, nhưng mà đa số các em thì không biết chữ. Thời gian qua thì đoàn phường cũng vận động mạnh thường quân để hỗ trợ như quà bánh tập viết cho các em. Được lãnh đạo phường, đảng ủy, ủy ban dân phường rất quan tâm, nên cũng tạo điều kiện để duy trì lớp. Không chỉ dạy văn hóa, các tình nguyện viên còn chú trọng dạy cho các em kỹ năng sống, giúp cho các em tự tin để theo đuổi ước mơ. Lớp học tình thương đã và đang gieo mầm tri thức, niềm tin và hy vọng cho những đứa trẻ khó khăn nơi thị thành.